Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2018 tại hội trường khách sạn Crown Plaza, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng với lãnh đạo ICDV đã khai mạc hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2019. Hội nghị chính thức dưới sự chủ trì của Trung ương Giáo hội, Ban Tôn giáo Chính phủ và ICDV quốc tế. Phiên khai mạc đã chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 11 tháng 10 năm 2018. Hội nghị diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Chí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Tiến sĩ Braha Mapundit, Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc ICDV cùng Chư Tôn Đức Giáo phẩm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Ban Thư ký, Chư Tôn Đức Thường trực Hội đồng Trị sự, các ban viện của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức và các đại biểu đến từ Ấn Độ, Thái Lan, Sri Lanka, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Hungary, Na Uy, Hàn Quốc, Campuchia, Myanmar và Malaysia. Ông Trần Tấn Hùng, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các ban ngành liên quan cũng đến tham dự. Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc là một trong các hoạt động văn hóa mang tính quốc tế của Liên Hợp Quốc nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại. Chương trình nghị sự Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận Đại lễ Vê Sắc hay còn gọi là Đại lễ Tam Hợp, kỷ niệm Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Thời gian tương đương với tháng 5 dương lịch là Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc. Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nêu lên tầm quan trọng của Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2019 này do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì, với sự phối hợp của Tổ chức Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc ICDV, sự giúp đỡ và bảo trợ của Chính phủ Việt Nam. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự, tôi xin nhiệt liệt chào mừng Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Brahma Pundit, Chủ tịch ICDV Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc, Chư Tôn Đức Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc, quý quan khách đại diện Bộ, Ban ngành Trung ương của Chính phủ Việt Nam và các đại biểu đã đến Hà Nội tham dự hội nghị trù bị lần thứ nhất về Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 và Hội thảo Phật giáo quốc tế sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Nam, Việt Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 5 2019. Xin nguyện cầu Đức Phật gia hộ Chư Tôn Đức và quý đại biểu mạnh khỏe, an lạc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, kể từ khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức có nghị quyết về Đại lễ Vê Sắc được tổ chức quy mô quốc tế năm 1999 và Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở New York và các văn phòng khu vực từ năm 2000 trở lại đây. Cho đến nay, cộng đồng Phật giáo thế giới chúng ta đã tổ chức thành công 15 lần đại lễ, trong đó 12 lần tổ chức tại Thái Lan, 1 lần tổ chức tại Sri Lanka và 2 lần tổ chức tại Việt Nam. Năm 2008, được sự ủng hộ của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc ICDV, Việt Nam đã vinh dự đăng cai Vê Sắc Liên Hiệp Quốc năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của hàng nghìn lãnh đạo Phật giáo toàn cầu nhằm truyền bá thông điệp hòa bình, tình thương và hòa hợp của Đức Phật. Đó là sự kiện Phật giáo quốc tế lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Vào tháng 5 2014, lần thứ hai Giáo hội Phật giáo Việt Nam được đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng này tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, góp phần tăng cường giao lưu quốc tế trong cộng đồng Phật giáo thế giới, tăng cường niềm tin và sự đóng góp của Phật giáo vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Hôm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chân thành cảm ơn Hòa thượng Chủ tịch ICDV và Ủy ban Tổ chức Quốc tế Vê Sắc Liên Hiệp Quốc đã tin tưởng và quyết định để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục lần thứ ba đăng cai tổ chức Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc năm 2019 tại Hà Nam, Việt Nam từ ngày 12 đến 14 tháng 5 năm 2019 với chủ đề Cách tiếp cận Phật giáo của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm chia sẻ vì xã hội bền vững.
quyết định tại văn bản số 24 năm 2018 do Hòa Thượng Chủ tịch ACDV Pramapundit ký ngày 22 tháng 9 2018. Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc không chỉ là dịp kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật là đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn, mà còn là dịp tất cả chúng ta truyền bá di sản văn hóa Phật giáo, cũng như cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và các trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Theo đó, cộng đồng Phật giáo góp phần đề cao sự bình đẳng, công bằng, dân chủ và hiểu biết vì sự lợi ích cho nhân loại. Tôi tin tưởng rằng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 sẽ là cơ hội quý cho cộng đồng Phật giáo thế giới hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ lợi ích từ các giá trị, truyền thống Phật giáo phong phú cũng như lý tưởng tâm linh trong Đạo Phật. Con đường minh triết có giá trị thực tiễn được Đức Phật khai sáng có khả năng giúp thế giới này trở thành nơi hòa hợp, hòa bình, theo đó các gia đình hạnh phúc, các xã hội bền vững, an toàn và đáng sống hơn. Cộng đồng Tăng Ni Phật tử và nhân dân Việt Nam một lần nữa vô cùng hân hoan được đón Chư Tôn Đức lãnh đạo các giáo hội, hệ phái truyền thống Phật giáo, cộng đồng Phật tử từ khắp năm châu trở về Việt Nam để cùng nhau tham gia vào chuỗi các sự kiện như hội thảo Phật giáo quốc tế, triển lãm văn hóa nghệ thuật Phật giáo, giao lưu văn nghệ Phật giáo, lễ dân hoa và cầu nguyện hòa bình thế giới, diễu hành xe hoa, thiền hoa v.v. sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong tuần lễ Phật đản 2019, có khả năng tăng cường sự hợp tác và cùng chia sẻ các trách nhiệm giữa các trường phái Phật giáo, giữa các quốc gia nhằm góp phần mang lại hạnh phúc, an vui cho con người trên hành tinh này. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm của Chư Tôn Đức và quý vị đại biểu tại hội nghị trù bị lần thứ nhất của chúng ta trong hai ngày từ 11 đến 12 tháng 10 năm 2018 sẽ đạt được sự thống nhất về chương trình tổng thể để đại lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau hai lần đăng cai và tổ chức thành công, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Đây là lần thứ ba Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam, được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam. Ngày 22 tháng 9 năm 2018 vừa qua, tại hội nghị mở rộng của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc ICDV tại MCU Quang Noi Ayutthaya của Thái Lan đã chính thức quyết định để Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đơn vị đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 tại Hà Nam, Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2019 với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 và Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại Việt Nam lần này dự kiến sẽ tiếp đón khoảng hơn 10.000 người tham dự lễ hội, bao gồm 1.500 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, học giả Phật giáo cũng như các Phật tử, hành trì thuộc nhiều truyền thống Phật giáo, đến từ khoảng 90 đến 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và 10.000 đồng bào Phật tử và nhân dân Việt Nam. Hội nghị xoay quanh các chủ đề nhánh và sự kiện bên lề có liên quan, nhằm nêu lên những mặt cần thiết của các sự kiện tầm vóc quốc tế. Nhiều ý kiến thiết thực của Chư Tôn Đức và các đại biểu đã thông qua những mặt cần thiết đáp ứng cho sự kiện trọng đại sắp tới. Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đã chính thức trở thành tổ chức trực thuộc Ủy ban Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc từ năm 2013. Sự kiện trọng đại này được cộng đồng Phật giáo thế giới xem là cơ hội quý báu để truyền bá thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình, bất bạo động của Đức Phật trên khắp thế giới. Được biết, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ tiếp đón trên 1.500 lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các nhà khoa học, học giả, nhà nghiên cứu Phật học, cũng như các Phật tử hành trì thuộc nhiều truyền thống Phật giáo đến từ hơn 90 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và 10.000 đồng bào Phật tử và nhân dân Việt Nam. Đại lễ sẽ chính thức diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2019, tại Chùa Tam Trúc, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam, có tổng diện tích gần 5.000 ha. Tiếp đó là buổi họp báo do Ban Tổ chức Đại lễ Vesak thực hiện. Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn đã chủ trì buổi họp báo này.
những câu hỏi và tìm hiểu của các kênh truyền hình, các trang mạng trong và ngoài nước đã được diễn giải một cách thuyết phục. Thông cáo báo chí cũng được gửi tới cho các phóng viên nhà báo là các kênh truyền thông, thông tấn. Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng, có phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc. Đại lễ cũng nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, đất nước Việt Nam.